một nơi coi như là một một cái khung cảnh coi như là rất là tuyệt vời, lạnh lạnh, sương sương. Cả nhà ơi, cả nhà ơi. Đó, đẹp ghê không? Một ngôi nhà khang trang. Đó. Nhà mà cái view chỗ này thì thôi sáng thông thả quá, thấy không? Có một cái hồ nước nữa, thấy không cả nhà ha? Cả nhà vô chơi nha cả nhà ơi. Cảnh đẹp ghê không? Cảnh đẹp. Nhà đẹp. Không, hello, hello mọi người nha, mọi người vô chơi, mọi người chia sẻ nha cả nhà ơi. Cảnh đẹp, người đẹp, phải không? Đó, một nơi, đây là gọi là ở Hilton nha mọi người ơi. Đây là Hilton ha. Đây là Hilton, đó. Đây là Hilton nha cả nhà nha. Hello thì Nguyễn Thủy nha, hello mọi người, hello. Giờ này ở Việt Nam chắc tối rồi, khuya rồi, mọi người ngủ hết rồi cho nên mọi người không có ai vô. Hiểu không? Rất là lý tưởng. Quay cho mọi người coi một chút xíu, hiểu không? Hồ nước. Giờ bên đó mấy giờ? Bên đây là 8 giờ, chưa được 8 giờ rưỡi sáng nha, mới sáng nha. Cả nhà chia sẻ vô chơi cả nhà ơi, thấy không cả nhà ha. Quý vị biết em đang ở nhà của ai không? Đang ở nhà của ai biết không? Nhà này là nhà của ai quý vị biết không? Quý vị có coi cái tuồng gió đưa cành liễu không? Cả nhà mình có ai coi tuồng gió đưa cành liễu không vậy? Còn nhớ cái tuồng cải lương gió đưa cành liễu không? Bây giờ là mới là 8 giờ sáng, ta chưa được 8 giờ rưỡi sáng nha cả nhà ơi. Ngôi nhà đẹp lắm nha cả nhà nha. Đó, rộng rãi, đẹp đẽ. Việt Nam 9 giờ mấy, 9 giờ mấy mà ngủ gì? 9 giờ mấy còn sớm bẩn mà, đúng không? Dạ sáng rồi, hôm em bỏ cái áo lạnh em trong chùa rồi không biết có bị mất hay không nữa, không biết trong cái áo lạnh có cái gì với cái gì, không biết có giấy tờ chổng không nữa, quên rồi. Việt Nam 9 giờ rưỡi anh ơi, ở bên đây thì 8 giờ rưỡi nha. Đó, tuồng gió đưa cành liễu, đây là gió đưa cành liễu nha cả nhà nha. Lát mà gặp nhân vật của mẹ của bé An, gió đưa cành liễu nè cả nhà, chia sẻ lên đi. Mẹ ơi! Đó, mẹ của bé An xuất hiện nè cả nhà ơi. Mẹ ra đây mẹ. Đó, cả nhà thấy không? Nhà cô Phượng Mai idol ơi. Đó. Sáng không có lạnh nha mẹ nha. Sáng không có lạnh, đó, hai mẹ con bé An nè, đó. Mẹ bé An nè, đó, ai cũng nhớ cái tới cùng gió đưa cành liễu con với mẹ hết trơn á mẹ ơi. Dạ, đó. Ai cũng nhớ hai mẹ con tôi nè, bé An. Mẹ ơi mẹ. Trời, hồi xưa con còn đóng con được mà mẹ ơi mẹ, chứ giờ sao con nhõng nhẽo được mẹ. Hiểu không, bây giờ mẹ thấy quay qua quay con lại mẹ. Con được con, đó là nghệ thuật. Mẹ thấy bé An già rồi, mẹ thấy không mẹ? Phải vô nghệ thuật rồi, cái gì cũng được hết. Vừa con với mẹ ngồi đây nè, là dẫn mẹ bé An lại ngồi ghế, hai mẹ con mình nói chuyện tâm sự chơi. Hả? Ngồi nhưng mà cái lưng của mình sẽ đưa ra bờ sông đi hả mẹ? Ha?
Vậy đây mẹ ngồi đây đấy. Đó. Hai mẹ con ngồi thôi mà sao? Mốt mà sắm cái gì chiếc thuyền ba lá hả? Đem chiếc thuyền ba lá vô đây cái con của mẹ bơi bơi tẩm 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 vậy nè, phải không? Hello, cô Phượng Mai trẻ quá kìa. Hello, chào cả nhà. Cảm ơn nhiều lắm. Quý vị còn nhớ còn thương cái tuồng bé An không? Đúng không? Dễ thương, quay qua quay lại, An của mẹ không còn như ngày xưa nữa. Mà An của mẹ bữa nay nó xếp ly rồi, mẹ ơi. Duyên quá trời luôn nè. Con ơi, cái này mình phải nói trời cho mà kệ đi. Có nhiêu hưởng nhiêu, cái đây là một cái tạm bợ thôi. Rồi con mình cũng phải đi thôi. Dạ. Hoàng hậu không đầu mà, đúng rồi. Ai cũng nhớ mẹ hoàng hậu không đầu. Người ta nói coi cái tuồng đó nửa đêm sợ ma muốn chết. Hết cười quá à. Quay tuồng đó là cực nhất đúng không? Dạ. Cực lắm. Trời ơi mẹ ơi. Bây giờ phải về Việt Nam, hai mẹ con mình phải quay tuồng gì chứ mẹ? Quay là mai mốt qua đây quay. Tại đây ở đây thì nó dễ hơn mẹ. Mẹ giờ lớn tuổi rồi, mẹ cũng ít đi xa lắm. Còn bao nhiêu năm nữa là 70 rồi. Cảm ơn cả nhà chia sẻ cho hai mẹ con rồng nhỏ nha, bé An nha. Ủng hộ cho Long nha, Long của Phượng Mai. Dạ. Nghiệp nó lắm, thương lắm. Phải nói là số 1 á, tâm linh á. Số 1 á, tâm linh thương lắm, biết trời, biết Phật, biết ông bà, cha mẹ. Thương lắm, kỷ niệm mấy chục năm hả con hả? Cái đó mấy chục năm rồi. Vì mẹ hồi lúc đó con 26 tuổi. Mẹ nghĩ đi. Lúc mà con quay cái tuần đó con không tới đâu, mới hai mấy à. Con 26. 26 26 tuổi mà bây giờ là 23 năm rồi. 43 tuổi con mèo. 23 năm. Vậy đó hả? Trời ơi mẹ ơi. 23 năm rồi. Làm con của mẹ 23 năm rồi. Không mà phải nói là cái tuần đó tự nhiên quay xong cái thương mẹ, thương như mẹ ruột kìa ha. Thương lắm. Về lần nào Long cũng chở mẹ đi ăn. Rồi giờ lớn tuổi rồi cái gì nó cũng theo một cái từng giai đoạn. Nửa mẹ nằm xuống rồi tới con. Bây giờ con còn trẻ mà. Trẻ còn gì? Sức còn này còn kia. Trời đó mẹ bốn mấy tuổi mẹ còn về quay mà con nhớ không? Dạ. Trời hồi đó mẹ về mẹ quay là cái tuần bé An là mẹ bằng con đúng không? Bây giờ đúng không? Đúng rồi. Trời ơi cái gì vậy mẹ ơi, thời gian nó giết mòn tuổi thanh xuân, sẽ không bỏ sót một ai đâu bà con ơi. Cho nên mình hãy trân trọng những gì, những phút giây quý giá nhất của cuộc đời con người. Đừng có nghĩ rằng nhà cửa cao cửa rộng là quý đâu, này là chỉ một cái tạm bợ. Tình người thôi. Cái nhà chánh của mình mới là cái mồ. Nghe con, con phải nhớ một cái điều đó. Nhà chánh của mình là ở dưới đất, còn ở đây là một cái tạm bợ thôi. Trời Phật mẹ Quan Thế Âm độ cho mình được cái gì thì mình hưởng cái đó để mà khi mình đi. Đâu có độ hay không, trời Phật có độ mẹ hay không mà quý vị coi nè. Quý vị coi nè, cái nhà mẹ ở bên Hilton nè, quý vị nghĩ là cái này là cái dư giống ở trong nhà, quý vị biết không, mẹ trưng bày cảnh trí giống như là mẹ đang ở trong, mẹ là nghĩ mẹ là công chúa đi vô. Đi vô đây nè nha, đi vô đây nói mách có trứng nè nha. Hả? À, không. Này là giống như cái chùa con ơi. Giống như chùa rồi, Quan Âm Bồ Tát nè, thấy không? Hồi nãy em thấy Tuấn Hà Lan vô nè, đó nha. Chào anh Tuấn nha không? Đó quý vị coi đi. Nội mà cái nhà mà ở phía sau này á là mình á ngồi á là cà phê. Ha. Rồi đó có trồng ớt nữa nè, em muốn ăn ớt tự nhiên thì hãy ăn nha. Rồi đó, đây là cái cây trúc nè, đây là nguyên cái khu sao để ngồi mọi người uống cà phê nè, phải không? Sáng em làm gì? Ánh lửa rừng khuya hả? Anh Cung ha, ok. Đó, nguyên cái nhà ở đằng sau ngồi như vậy là quý vị ngồi chơi nè, cà phê, cà pháo đó, thấy không? Đó, trong nhà đi góc nào cũng Phật, cho nên là y như là gương mặt y như là con của mẹ Quan Âm Bồ Tát vậy đó. Không? Vô đây khoe cái cơ ngơi của mẹ của bé An. Mẹ của bé An dưới quê á, nhưng mà bây giờ không còn quê nữa. Nhà này đâu có quê ha, cả nhà ha. Đó. Giờ mở đèn lên mẹ. Mở đèn lên mẹ. Thì đúng rồi, tu mới được chứ. Mẹ tu tại vì thật sự ra
Bên đây 8 giờ không mấy cả nhà nha. Không phải là mua cái nhà để mà gì, nhưng mà mẹ tu. Lúc nào cũng có Phật mẹ cái bên cũng mẹ, cũng có Phật tổ ông Di Lạc rồi. Bên trên đó mà, còn bên trên không mà. Như gì coi cái bếp nè, thấy cưng ghê không? Đó. Bếp nè đó không? Em review căn nhà tu của mẹ. Mẹ ở đây mới giống như cái chùa rồi ha, ở cả nhà nha. Đó không? Đó coi như lớn tuổi Long cũng nguyện sao, lớn tuổi về già Long cũng được cái chùa của Long. Đó không? Cái này gọi là cái chùa. Đó, cái bếp nè đó, nghe không? Nghiêm trang ghê không? Thờ ông Táo đàng hoàng nè, thấy không? Quý vị thấy chưa? À, đủ hết trơn á, ông nghỉ ông thần tài trước á. Mẹ chăm sóc lắm. Mẹ... Bây giờ lên trên đây coi Nguyên Ương Hồ Điệp nha. Nhà ở đâu cũng có bướm hết cả nhà mẹ, nha. Kim Hồ Điệp, à, Kim Hồ Điệp nè đó. Ở đâu cũng có bướm hết trơn á. À, mẹ ơi, review cho cái phòng này. Con. Dạ. Đó. 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 Dòm ra cửa đó. Thần tài lúc nào cũng là nhà giống như là một cái am vậy đó. Mẹ chỉ tiền công là bông sen thôi nha, bông sen với trúc. Mẹ mở đèn lên chỗ này coi. Em thiền tự đâu có, mình lớn rồi về lớn tuổi rồi mà nhà kiểu như vậy đâu có còn phải là hả hả đâu, cái này là gọi là dinh thự hở không cả nhà ha. Ủa chú, hồi tối con đi về từ chùa con về chứ con bỏ cái áo gió con chỗ chùa rồi phải không chú? Vậy hả? Dạ. Đó, quý vị coi nè, ông ba ông nè, ông Phước, ông Lộc, ông Thọ nè, thấy không? Ba ông đẹp ơi là đẹp vậy đó. Mẹ chân sen, mẹ chân mai, rồi mẹ chân trúc, như đó thôi à. Mẹ, con nghĩ cái bàn ăn cơm này mẹ ông bao giờ ngồi ăn cơm đâu, tại vì có, đâu. Có, vậy hả? Có mấy người đồng nghiệp á tới rồi cái mẹ tổ chức ăn ăn rồi nói chuyện tán dóc rồi thôi, cuộc đời già rồi bây giờ được bao lâu con thời buổi này em thấy không, thấy đó mất đó. Dạ. Mẹ là mẹ thích vậy đó, mà mẹ không có bạn. Dạ. Mẹ những người đồng nghiệp như gặp con hay là gặp tất cả những mọi người trang lứa với mẹ là bắt tay mặt mừng chào hỏi nói chuyện rồi thôi, chứ mẹ ít có. Dạ. Lớn tuổi rồi mẹ không giống như con vậy. Đó, rồi sen nè cả nhà, một tay là mẹ chưng đồ nghe cả nhà nha. Đó, tự mua đồ về tự chưng, tự trang trí, tự làm. Đó, trời ơi, ghế salon nè toàn là nó không ngồi lên đây giống như là công chúa mà ngồi cả nhà nha. Công chúa già. Công chúa già. Ôi trời, công chúa mà được quyền chứ, bây giờ mình không làm công chúa nữa, mình sẽ làm hoàng hậu. Hoàng hậu không đầu. À, chỗ nào cũng Phật hết cả nhà ha. Giờ bây giờ mình đi lên lầu. Dạ. À, mình vô mình xem cái phòng của mẹ đi. Ở phải... Vậy đó hả? Mình xem mình xếp mền đi. Mẹ không chưa có xếp mền. Hả? Đó. Nữ là cái nhà này thì đi lên lầu nghe cả nhà nghe, lên đây coi Tam Bảo nè. Cho mọi người ngắm Tam Bảo nha. Trời, các bạn quý vị biết là cái phòng của mẹ ngủ mà nó giống như là tiểu thơ công chúa nhà ai vậy đó. Mẹ nói cho con nghe nè. Cái này là của chú, mẹ làm cho chú thờ. Dạ. Tại vì sao, cái thứ nhất á là chú về truyền thông là chú chính nghĩa. Chú chính nghĩa thờ. Dạ. Ông là đúng. Cái thứ hai nữa, tại sao mẹ thờ ông là biết sao? Hồi nhỏ đó, 5 tuổi mình làm chim bao, ông là cái người dẫn nắm tay mẹ múa vũ đạo. Wow, trời dễ sợ, mẹ nói con nổi da gà luôn á. Ông là cái người, ông với một người nữa là giống như là như vậy, là ông truyền xuống để mà nắm tay mẹ múa vũ đạo. Con hiểu không? Dạ. Yeah. Là ông giống như người cha mà cũng giống như là một người 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 thầy, một ông người ơi, thánh ông. Đó. Mẹ bữa nào sư phụ nắm tay cho con múa vũ đạo đi. Dạ. Bởi ngày hôm nay thật sự mẹ già rồi. Nhưng mà những cái vũ đạo mẹ mà so với đàn anh á. Dạ. Con hiểu không, tại sao mà mẹ tiến là tại vì nhờ ông. Dạ, tuyệt vời quá cả nhà, thấy chưa? Nghe không? Đó, Phật không à. Từ trên xuống dưới, ta nói giống như khách sạn vậy cả nhà ha. Hay như khách sạn năm sao vậy. À, Tam Bảo. Thấy trang nghiêm không? Cả nhà thấy trang nghiêm ghê chưa?
Ở nhà thấy không, sáng Long lên đây Long thắp nhang mẹ rồi sanh nè. mẹ độ của mẹ với chú là mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm. Thấy cô Mai tối nay con khỏi ngủ. Ông bà. Của quyền thất có tổ. Ông bà cha mẹ mới có đúng mà. Rồi con người mà không biết thờ của quyền thất tổ thì không bao giờ thành công nha, tôi nói trước cái đó là này chính là, xác nha cả này nhà là nha. Của quyền thất tổ nội ngoại là có ông bà cha mẹ mới có mình. Dạ mình phải thờ của quyền thất tổ, Long cũng vậy nha, thờ tâm bảo, thờ của quyền thất tổ đầy đủ nha, chứ mình không có ông bà cha mẹ làm sao có mình, không có nguồn có cội có gốc làm sao có ngọn. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thấy chưa cả nhà, thấy không tuyệt vời, thấy không. Từ ở trên mình sân sượng mình nhìn xuống quý vị coi đi, đó một cái view này quý vị thấy không cả nhà, thấy không, đẹp ơi là đẹp luôn ha cả nhà nha. Đó đứng ra sáng vào đây kêu cô Mai đọc tên. Ngọc Hảo đi chú Long ơi. Trời ơi, hát một câu đi lâu ơi, cô Mai ơi. Để lát nữa mẹ hát, bữa sáng rồi mẹ có hát không? Đúng không cả nhà ha. Với cái tuổi mình lớn rồi mình an hưởng được như vậy là mình hạnh phúc rồi, tu nhiều kiếp rồi cả nhà ha. Đó, nhìn ra cái view nè ha. Chỗ này ngồi nói chuyện tâm sự, chậu sen đẹp quá mẹ ha. Sen mà mua ở Việt Nam đó. Mẹ thích sen đó. Đó, coi như là sen với trúc là mẹ thích nhất. Dạ. Mẹ thích, mẹ rất là mê sen. Có con bé khán giả fan của mẹ nói là mẹ đọc tên Ngọc Hảo cho nó hạnh phúc đi. Là mới có nghĩa là bé khán giả gọi là Ngọc Hảo á. Ngọc Hảo. Cô Mai chào con vậy thôi. Đó thấy chưa, rồi tối nay khỏi ngủ như Ngọc Hảo nha. Mẹ can câu gì đi mẹ. Vô. Mẹ kể cả nhẹ nhẹ thôi. Không nổi. Nhẹ nhẹ không nổi, thôi. Không nổi. Mẹ tự nhiên cảm hai bữa nay đi mua đồ, mưa nó giọt nó cái chợt thì công nhận lớn tuổi già yếu. Nhưng mà uống thuốc, sáng giờ uống thuốc. Thôi vậy. Mẹ mới mổ đó. Mẹ mới mổ mắt á. Dạ. Mới 2 tháng mấy. Thôi quý vị. Thoải mái chút dưỡng bệnh. Cả nhà mình thông cảm nha, coi như là mẹ mới mổ mắt cho nên là mẹ không có hát được, thôi thôi cả nhà ngồi nói chuyện với mọi người chơi cho vui thôi. Ok, sáng quay chút xíu sang lành bình an. Ok ha. Nguyễn Nghi nghe, chào Nguyễn Nghi, chào Kim Hương nha. Hảo Hảo Sương Sương, ok. Hảo Hảo Sương Sương là tuần gì đó mẹ? Hảo Hảo Sương Sương là tuần gì gì Hảo Hảo Sương Sương đó là cái tuồng đó, con nhớ hình như cái gì Trình Trình Hào Trình nó gì đó nha. Lâu quá mẹ mới dạ. Quay quá trời mình đâu có nhớ cái tuồng gì là tuồng gì đâu. Tối nay sẽ gặp cô chú người nghệ sĩ Liên Hoa Âu, 7 giờ tối tối nay mình hát gặp nhau nha. Tối nay là Long nè, chị Thanh Thanh Tâm nè, chị Phương Hồng Thủy nè, chị Thoại Mỹ nè nha cả nhà nha, mình đến mình xem ha. Cả nhà ủng hộ xem ca khúc Thua Một Người Dân Tân, Thua Một Người Dân Mới chưa chưa vậy? Vô đường like của YouTube của Long xem Thua Một Người Dân nha, ủng hộ nha. Rồi tuần sau là Long ra cái bài mà Tiền Bạc Như Voi là Thua Một Người Dân 3 nha cả nhà ơi nhá. Hôm nay là hai mẹ con em đẹp với buổi sáng không, hồi tối đến về tới nhà cũng 1 giờ, nằm xuống ngủ cũng 1 giờ, mà cái phòng ngủ trời mẹ ơi ngon mà yên tĩnh. Con nằm con ngủ con không nghe mẹ với chú nói chuyện là con không biết sáng luôn nha. Con nghe mẹ với chú nói chuyện á. Là mẹ dậy sớm mẹ đốt nhang. Dạ. Mẹ đốt nhang, mẹ thiền. Rồi á mẹ đốt nhang rồi mẹ dậy rồi mẹ lo uống cà phê nọ kia ở nhà. À. Sáng ngồi quý vị thấy an lành ghê không? Cuộc đời như vậy thôi còn gì nữa. Trăm Qua Mai. Ờ đúng rồi, con nhớ cái tuồng á, con nhớ cái tuồng Trăm Qua Mai mẹ đóng mà. No, mẹ đóng. Sương Sương gì đó. Không, mẹ đóng Hoàng Châu Cá Cát. À, chứ không phải Trăm Qua Mai. Trăm Qua Mai là như là của ai đó, như của ủa con nhớ mẹ có đóng Trăm Qua Mai mà của cô Ngọc Quyền vậy đó hả, là mẹ mà Hoàng Châu Cát Cát là của mẹ làm. Dạ. Thôi giờ Long cũng chuẩn bị đi ra ngoài, mẹ con chuẩn bị đi ăn sáng nha cả nhà, uống cà phê nha, chúng ta gặp nhau thì có vậy thôi, cuộc sống mà.
Cuộc đời mà đâu có cái gì mà vui hơn nữa khi gặp nhau là ha, ngồi gặp nhau là ở đất Mỹ đâu phải muốn gặp nhau là gặp nhau. Bay một cái tiểu bang nhiều khi là bay qua tới mẹ là cũng 4 tiếng đồng hồ. 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ, đó là từ Long phải từ Cali á, Long bay qua thì mẹ là ở Houston. Cho nên nó là tinh thu một người dân rất là hay, ok. Cho nên là mình gặp nhau thì thôi bây giờ mình chỉ có đem nụ cười nè, thương yêu quý nhau nè, trân trọng những giây phút gần bên nhau nè. Rồi bây giờ là sáng hôm nay là dẫn mẹ đưa mẹ với chú đi ăn sáng nè, rồi đi ăn điểm sắm nè, đi uống cà phê nè, chiều về đi hát nè. Ok, thôi cuộc vui nào mình cũng tàn, cho nên là hôm nay mình chia tay tại chỗ này nha. Ô, ai thả bong bóng dữ vậy ta? Hả? Ủa sao tự nhiên điện thoại mình có bong bóng lên vậy mẹ? Ủa sao Mấy mình... người khán giả đó con, ai biết đâu mẹ không rành, nhưng mà cái app á kêu là muốn lên vậy Cũng lạ ha, cho nên là nào giờ Long không có biết vụ này nha. Ok, thì nhớ Long quá, cảm ơn em nhiều nha, nè. nha nhóc khởi vlog nha. Chúc mấy người được dồi dào sức khỏe, cái đó là quan trọng. Sức khỏe là vàng, sau đó là hạnh phúc. Quý vị nhớ Tùng bé An quá ha. Bơi bao nhiêu năm qua tôi có ai mang lì, đã từ lâu con biết con chỉ là một giọt máu quang khiên, nên bị gia đình lạnh nhạt chẳng thương. Tại sao ba nợ mười mấy năm trời giấu con? Trời, hát chỗ này nhớ Vũ Linh quá. Nếu bà nói ra thì mẹ con đau đến nỗi như vậy. Con còn nhớ năm hát chỗ này nè. An ơi, chỉ vì ba sợ mẹ con bị người mưu hại nên ba chôn giấu trong lòng, chứ nào phải đâu ba đây tệ bạc. Bao nhiêu năm qua ba cô nén nỗi đau lòng. Trời thương quá vậy mẹ, con khóc rồi mẹ ơi. Trời ơi, nhớ là cái tuồng đó thiệt đau lòng hả mẹ ha. Thôi cả nhà nha, hôm nay mình gặp nhau chút xíu nha cả nhà nha. A Di Đà Phật. Thôi chúc mọi người bình an. Thôi làm gì làm, cuộc sống này làm gì làm, ngắn ngủi vô thường lắm. Thương yêu nhau, quý nhau còn không hết. Ở nào mà mắc mỏ nhau để làm gì. Thôi vậy thôi à. Thôi hai mẹ con bé An chào mọi người. Hát đói bụng rồi, giờ đi ăn sáng. Thôi tạm biệt mọi người đi mẹ. Tạm biệt, chúc sức khỏe dồi dào, đó là quan trọng nhất. Cái đó là hạnh phúc gia đình. Còn vấn đề tiền bạc thì á, ai cũng đều có, ít hoặc có nhiều ai cũng có, cái đó là cái cuối cùng, nhưng mà cái quan trọng là sức khỏe. Dạ rồi thôi. Cảm ơn cả nhà, Kim Tiểu Long giờ tình cảm quá, xúc động. Ok. Ông Tư đâu? Ông Tư cũng xuống âm phủ, ông không, ông Tư về trời rồi. Ông Tư về trời rồi, thôi hết, nhiều nhiều người đi về trời lắm. Nha, hết kiếp rồi. Cảm động quá anh Long ơi, chúc mạnh khỏe. Thôi được rồi ha, cảm ơn mọi người nha. Giờ là dẫn mẹ đi ăn sáng đây. Rồi, tạm biệt. I love you mọi người.